Chí nữa là đụng mẹ chìm học đó rồi. Má mà vậy mà nấu hàng lại ta. Nó chưa về cảng mà về cảng nó mới hàng. Hả? Nó chưa ủi về cảng mà về cảng mới hàng. Bây giờ là như mà giờ mình phải ủi về cảng là phải bích cái đậu đó lại về hàng lên. Nó là đụng mẹ cho nó ủi về cảng không đụng cho đụng mẹ ra chìm đó. Gặp cái chiếc nó chìm lên, nói sao là chìm lên. Ủa mẹ vô nước đen không? Trên là cái mũi. Ở dưới là cái cục cảng nữa, giờ cho đồng một mũi. Bảo hiểm đàn, bảo hiểm đường biển nha. À, bảo hiểm đường biển đàn mê luôn. Nhưng mà đàn cho này là đủ mẹ đầu công ty không các bạn. Ừ, công ty. Đầu công ty không các bạn. Nhưng mấy tàu này là tàu của con nước vậy, nhưng mà cũng đầu đầu bắp đầu đầu Việt Nam nhập ra mà. Mấy này là Việt Nam đâu còn hoàn đã xuống vậy là Việt Nam đâu còn đủ trách nhiệm đâu. Này là đủ mẹ mấy tàu với tụi ấy nó đền chứ đủ mẹ. No luôn. Quá tàu mà vậy mà quá cha. Quá chứ. Một trăm trắng vô rồi. Ngã thùng container luôn rồi. Ngã đó rồi, mẹ nó có chỗ nó có cái đầu kèn nó lại đó. Đầu kèn nó lại đó. Bao gì bị mẹ nằm dưới quá trời ta đó, nó đẩy đầu giác trên đó luôn á.